63. Ta đã sai người đưa rượu này tới tìm một ông chủ tiệm thuốc. Ông ta đã nhanh chóng tìm ra trong rượu này có thêm mấy vị thôi tình dược. Người có tự lượng không tốt uống nhiều đều có khả năng bị hôn mê. Phu nhân, việc làm này của phu nhân là sỉ nhục công chúa, coi thường tôn nghiêm hoàng thất. Phu nhân, chúng tiểu nhân có thể không nói chuyện bỏ thuốc, nói cho công chúa và đế hậu, nhưng phu nhân hãy đảm bảo sau này không để chuyện này xảy ra lần nữa. Ta cũng là vì muốn giúp công chúa và phò mã sớm viên phòng, đế hậu sẽ không trách móc ta. Nếu không vì tên Lương Hoài Cát này làm hỏng việc thì công chúa và phò mã đã sớm hòa thuận vui vẻ rồi. Công chúa tính tình cương quyết, nếu phát hiện ra bị ép thất thân sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho phò mã, hơn nữa có thể dùng cái chết để thể hiện sự kháng cự. Nếu công chúa có chuyện gì, phu nhân và phò mã sao có thể yên ổn được đây? Trước đây công chúa từ chối phò mã là vì không hiểu đạo nghĩa giữa nam và nữ. Một khi đã viên phòng, biết được những chuyện tuyệt vời trong đó, công chúa sẽ không xa lánh phò mã nữa. Tiểu nhân không dám nói, tất cả những điều phu nhân nói là hoàn toàn không có lý. Nhưng vạn vật không có tuyệt đối, viên phòng theo cách đó chỉ có hai kết quả. Một là, giống như phu nhân nói, công chúa từ đó đón nhận phò mã. Nhưng khả năng lớn hơn là công chúa sẽ tức giận, tự giận, tỏ lòng chống đối. Chúng thần là nô bộc của công chúa. Một việc làm đều đặt niềm vui cho công chúa lên hàng đầu, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới công chúa. Nếu phu nhân thực sự vào cung bẩm báo với đế hậu về việc này, chúng tiểu nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng bất luận thế nào, từ hôm nay trở đi, chúng tiểu nhân sẽ luôn bảo vệ công chúa, sẽ không để phu nhân hoặc phò mã ở riêng với công chúa. Hoài Cát. Công chúa, mặt của ngươi sao lại bị thương vậy? Thần đi đường không cẩn thận bị va vào tường. Bị da vào tường ở phía nào? Tường phía nam. Hoài Cát, người đã bị giam cầm rồi. Bị giam cầm ở đây rồi. Thần cam tâm tình nguyện mãi mãi bị giam ở đó.
Hoài Cát, trước buổi trưa sẽ không quay về chứ? Lương tiên sinh vừa ra ngoài. Những thứ mà nô tỳ nhờ tiên sinh mua, nếu mua hết danh sách đó, sau buổi trưa chắc chắn sẽ về được. A Tẩu, ta sơ suất thật rồi. Sao lại để trộm vào được phủ công, lại còn ở trong phòng A Tẩu làm sằng làm bậy? Nhưng mà A Tẩu yên tâm, sau này ta sẽ cử người ngày đêm luân phiên canh gác trong sân của A Tẩu. Ai từng tới, ai từng đi đều nhìn thấy rõ ràng, không để cho bất cứ người khả nghi nào đi vào, cũng không để lọt người mà ta không tin tưởng đi ra. Nếu còn có một số kẻ lén la lén lút muốn mưu tính người khác, chẳng hạn như tiện tỳ này, thì ta sẽ không bỏ qua như lần này. Ta nhất định sẽ rút gân hắn, lột da hắn. Trách ta bỏ thuốc. Nếu như ta không bỏ thuốc thì con cứ đợi đó. Lẽ nào chờ đến khi công chúa có thể quay đầu nhìn con sao? Không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ. Trong mắt công chúa chỉ có đồ quái vật, nam không ra nam, nữ không ra nữ đó. Chỉ cần hắn ở bên cạnh công chúa, công chúa sẽ không bao giờ nhìn Lý Phỉ con lấy một lần, con có biết không? Con là đồ vô dụng, con là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, đồ bỏ đi. Hoài Cát, công chúa, không còn sớm nữa, công chúa hãy về nghỉ ngơi đi. Ta không ngủ được, muốn nói chuyện với ngươi. Có chuyện gì để ngày mai nói cũng như nhau cả mà. Lương tiên sinh, công chúa ngồi bên ngoài không chịu về. Hoài Cát, ta lạnh. Dìu công chúa vào phòng của ta. Công chúa, ở đây có rượu không? Muộn quá rồi, ngày mai thần sẽ cùng uống với công chúa. Ca ca,
ta lạnh lắm. Đi đun cho công chúa một bát canh giải rượu. Tại sao lại cần canh giải rượu? Người ta đều nói rằng rượu có thể giải sầu. Tỉnh rượu không phải cảm giác sầu lại quay trở lại sao? Thế gian nào đâu có rượu giải được sầu. Mượn rượu để giải sầu chẳng qua là một cơn say để tạm thời quên đi những phiền muộn của bản thân mà thôi. Nếu có thể tạm thời quên đi phiền muộn thì cũng không tồi. Ta cũng có nhiều thứ rất muốn quên đi. Mong chén này khiến ta quên đi mọi việc liên quan tới Lý Vĩ và mẫu thân của hắn. Còn ngươi thì sao? Người nhất định cũng có điều cần quên đi, có đúng không? Chén này xin hãy để thần quên đi tất cả, tất cả những hồi ức không vui. Là điều gì vậy? Ngươi đã từng nói nhà của ngươi rất nghèo. Mỗi người đều có điểm nghèo khó. Lúc nhỏ ta cứ nghĩ không thể đi ra ngoài chơi chính là thứ mà ta nghèo nhất. Sau này ta mới biết ta còn có chỗ nghèo hơn nữa. So với các nữ nhân như Thu Hòa, ta mới là người nghèo nhất. Mong chén rượu này giúp ta quên đi việc ta là công chúa. Như vậy sẽ không phải đau khổ nữa. Bởi vì tất cả những muộn phiền của ta đều xuất phát từ thân phận công chúa này mà ra. Nếu ta không làm công chúa thì ta sẽ làm gì? Hãy để ta làm một bông hoa sen đi, hàng năm mọc trên dòng sông mùa thu. Nhìn theo bóng cánh buồm đi xa, ngắm mây cuộn rồi tan, tự do tự tại. Nếu được như vậy thì tốt biết mấy.
Ngươi đừng có vội cười. Nói về ngươi đi. Ngươi muốn làm điều gì? Nếu công chúa là hoa sen, vậy thần sẽ làm con sống nằm dưới lá hoa của người. Như vậy, chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp, trải qua mưa gió, bên nhau mãi mãi. Mau rót đi. Uống tiếp nào. Kể tiếp đi. Kể về những chuyện mà ngươi muốn quên đi. Ngoài hai chuyện đã kể trên, tạm thời thần không có chuyện gì để quên cả. Nếu nhất định phải nói, vậy thần sẽ đổi thành một ước nguyện vậy. Ước nguyện gì? Thần mong muốn bất luận chúng ta muốn cắt xén ký ức của mình như thế này, chúng vẫn sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của nhau. Ta nhớ từng chuyện xảy ra lúc ở bên ngươi. Ta nhớ tới nỗi buồn của ngươi, nụ cười của ngươi, từng câu ngươi từng nói với ta. Và từng vết thương của ngươi phải chịu vì ta nữa. Ai ở đó? Lương tiên sinh, chuyện đến nước này, ngài còn gì để nói nữa? Bà ở đó nhìn trộm sao? Sao hả? Không được nhìn sao? Các ngươi có gan làm ra chuyện bẻ mặt như vậy mà còn sợ người khác nhìn sao? Hỗn sự! Miệng mồm của bà thốt ra toàn những lời như vậy. Là miệng của ta nói nàng dơ bẩn hay là vì các người làm không trong sạch? Công chúa có thể nói rõ cho người dưới biết xem người và lương tiên sinh ở trong căn phòng này làm những chuyện gì không? Phỉ nhi, con bước lại đây, giải hắn xuống cho ta. Ngày mai mời quan gia trị tội. Bà dám? Còn chần chừ gì nữa? Còn chờ người ta cắm sừng vào đầu con để bẻ mặt hay sao? Muốn chết thì cứ qua đây. Nếu bà dám động vào Hoài Cát một sợi tóc thì ta sẽ... Công chúa sẽ vào cung kiện với quan gia, nói chúng ta ức hiếp người, đánh thuốc người. Công chúa tưởng quan gia sẽ cảm thấy đó là tội tày đình sao? Kể từ ngày người gả vào Lý gia ta, quan gia đã mong muốn hai người viên phòng rồi. Gia cô dạy dỗ con dâu mới thì có lỗi gì chứ? Đợi người viên phòng với phò mã, người sẽ hiểu ra thôi. Mau bảo bọn họ ra tay đi. Mẹ, mẹ ơi. Bà dám hả? Công chúa. Cô là đồ tiện nhân. Công chúa. Công chúa bình tĩnh lại đi. Công chúa. Công chúa. Sao ta lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy chứ? Công chúa. Đứa con trai không có tiền đồ, lấy một thế sao lại đến nhà của ta? Tại sao vậy? Nó lại còn dung túng cho cô ta nữa, để mặc cho cô ta và cái thứ không phải là đàn ông kia cửa lên cổ của nó tát quái mà nó không dám nói một tiếng nào. Bây giờ cô ta còn đánh cả mẹ ruột của nó nữa.
Rô của ta đã tạo nghiệp gì vậy? Sớm biết như thế này, ta đã sinh ra miếng heo quay còn hơn là sinh ra người đó. Công chúa. Hồi cái. Được rồi, thần đưa người quay về. Về đâu chứ? Tầm các của công chúa. Ta muốn về nhà. Về nhà sao? Ta muốn về cung. Công chúa, bây giờ các cổng trong thành đã đóng rồi. Ta muốn về cung. Công chúa, trời mưa rồi, chi bằng đợi đến sáng mai trời sáng đã. Hoài Cát, người đưa ta về đi. Ta muốn ra ngoài, ta không muốn bị nhốt ở đây nữa. Được, thần đưa người về cung. Thêm một khắc nữa, ta sẽ chết tại đây luôn đó. Quan gia, người cần gì? Quan gia, người cần gì? Quan gia đóng cửa lại đi, bên ngoài rất lạnh. Quan gia, người thấy không khỏe hay sao? Nô tài đi gọi thái y nha. Đưa thuốc cho ta. Thái y chữa trị cho ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ là loại thuốc này thôi, dày dò họ làm gì chứ. Ta mơ thấy tối hừng lại, nó ngồi kia học thuộc, ấp a ấp úng, còn ngước mắt nhìn tỷ tỷ của nó nữa. Nhưng làm sao Huy Nhu biết chứ? Huy Nhu từ nhỏ học sách viết chữ đều để ứng phó với ta. Còn tối hơn lai lại ngoan hơn tỷ tỷ rất nhiều, vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Người già trong cung đều nói nó giống ta hồi nhỏ. Ta liền nghĩ
những gì ta thiếu sót lúc còn bé, nó lại không thiếu. Cái gì nó cũng có. Có cha ruột, có mẹ ruột, mẹ cả, trưởng tỷ đều rất yêu thương nó. Tôi hừng lại, sao lại không còn nữa? Có lẽ ông trời vốn dĩ muốn con người phải chịu khổ. Nhị hoàng tử được mọi người yêu thương, ai cũng thương người, yêu người. Cuối cùng ông trời cũng không nỡ để người ở nhân gian chịu khổ. Công chúa, Huy Nhu, tại sao nàng, tại sao thành ra như vậy chứ? Tại sao? Huy Nhu. Kẻ nào vậy? Dừng xe! Đêm khuya dám xông vào cung môn, không muốn sống nữa sao? Dừng xe đi! Công chúa, hả? Đi nẻ đâu ra vậy? Quay lại! Quay lại! Còn không đứng lại tôi sẽ không khách sáo đâu đó. Khoan đã. Ta nhận ra Nghệ. Nghệ là trung quý nhân Lương Hoài Khác. Đúng. Trung quý nhân Lương Hoài Khác. Người đó là ai vậy? Diện quốc công chúa. Nương nương, mau mở cửa cho ta vào. Quan gia, người nghỉ ngơi đi. Ngươi còn nhớ dáng vẻ của tôi hơn lại không? Nhị hoàng tử trắng trẻo lại thông minh, lại
quan gia. Con người đến sao? Quan gia, không có ai cả. Giờ đã nửa đêm rồi. Để thần hầu hạ quan gia nghỉ ngơi. Trong lòng không an tâm. Mấy ngày này ta cứ nhớ đến Tối Hừng Lai, lại không thấy rõ bộ dạng của nó. Nhớ lại lúc Huy Nhu còn nhỏ, ăn vụng mứt quả. Nhớ lại lúc còn bé, nói với ta, nếu ta giết Tào Bình, nó sẽ giết chết đứa con gái duy nhất của ta. Quan gia, người thế này là quá mệt rồi, quá thương nhớ nhị hoàng tử. Quan gia, Đổng nương tử, Chu nương tử vẫn đang còn trẻ, chắc chắn có thể sinh thêm cho quan gia vài vị hoàng tử nữa. Duyện quốc công chúa cũng rất hiếu thuận, quan gia cũng rất là thương công chúa. Những lời công chúa nói lúc nóng giận, sao quan gia người lại để trong bụng chứ? Ta không sợ con bé quán trách ta, ta chỉ sợ con bé quá rơi vào bế tắc. Quan gia, nương nương có chuyện gấp cầu kiến. Quan gia, cha ơi. Mau đứng lên, mau đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Huy Nhu, nói cho tỷ tỷ nghe đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tỷ tỷ biết, sao vậy? Tỷ tỷ, xin người hãy cầu xin cha, cho con ở lại đây đi. Cho con ở lại đây, cho con ở lại trong cung.
Con cầu xin mọi người, Nếu như trong cung không có chỗ nào cho Huy Nhu nữa, thì xin cha ban cho Huy Nhu được chết. Con nói bừa. Cha ơi, cha, con cứ nghĩ đến Lý Vĩ, hãy là hắn thì con không thể nào sống cùng với Lý Vĩ thêm một khắc nào nữa. Hãy nghĩ đến hắn thì hình ảnh hắn giơ tay đánh con lại hiện ra. Đánh con? Lý Vĩ dám đánh con sao? Huy Nhu, phò mã đánh con đâu? Đáng ghét, sao hắn dám? Trẫm giết hắn! Quan gia! Huy Nhu từ nhỏ học hành không được tốt, lại còn nghịch ngợm. Quan gia và nương nương cùng lắm chỉ dạy bảo con bé vài câu, chỉ điểm con bé. Đừng nói là đánh, đến lời nói nặng lời còn chưa từng phải chịu. Ngươi đi theo ta. Nương nương, nương nương định làm gì Hoài Cát? Không phải lỗi của hắn, là do con. Là con, con nhất định bám lấy hắn. Mọi người có phạt thì cứ phạt con đi. Huy Nhu, sao vậy? Đứa bé này phải chịu bao nhiêu là ấm ức mà sợ đến mức này chứ? Huy Nhu, con theo tỷ tỷ về nghỉ ngơi trước đi. Huy Nhu đi, chúng ta về thôi, đi thôi. Hoài Cát, đi dạ. Thôi. Cha, dạ. Lý Vĩ và mẫu thân của hắn chuốc thuốc cho con, hạ nhục con đủ được. Nếu không có Hoài Cát thì con gái không được gặp cha nữa rồi. Chính là con ép hắn cùng con uống rượu. Nhậm Thủ Trung. Quan gia, sai người hộ tống Miêu nương tử và công chúa về Nghi Phượng Các. Dạ. Cha. Huy Nhu, con ngoan ngoãn thì người bên cạnh con ắt sẽ không sao. Nhưng nếu con bất trắc gì, trẫm sẽ phạt nặng những người bên cạnh con, không bỏ qua ai hết. Huy Nhu đi thôi, đi thôi, chúng ta về thôi, nhanh đi, đứng lên, đứng lên đi. Tỷ tỷ, nếu không có Hoài Cát, con đã sớm chết ở đó rồi. Tỷ tỷ biết chứ, Hoài Cát là một đứa trẻ ngoan.
是深邃的气息，烦忧在每个缝隙。